Mọi người hãy cùng mình khám phá ngay em camera này nhé. Let's go! Đầu tiên, nói về ngoại hình thì em camera này sử dụng chất liệu kim loại có màu trắng, cầm trên tay rất là chắc chắn. Còn về các thông số kỹ thuật thì sao? Trước tiên phải nói đến độ phân giải. Với độ phân giải 4 megapixel và sử dụng cảm biến Sony thì camera KX-CIE4205MN cho hình ảnh chân thực, rõ ràng và sắc nét. Camera hỗ trợ hồng ngoại lên đến 60m giúp cho việc quan sát vào ban đêm trở nên dễ dàng và tiện lợi. Một điểm nữa đó là camera KX-CIE4205MN hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB, có thể sử dụng độc lập camera hoặc sử dụng với bất kỳ đầu ghi ID của KBVision đều được mọi người nhé. Nút reset trực tiếp trên camera, chúng ta có thể reset camera một cách dễ dàng trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt, KX-CIE4205MN chuyên chống ngược sóng thực VKFDR 120dB, vì vậy việc khu vực lắp đặt bị ngược sáng sẽ không còn là vấn đề với các anh em mình nữa. Được thiết kế chuyên cho lắp đặt ngoài trời thì dĩ nhiên KX-CIE4205MN không thể thiếu được chuẩn chống bụi nước IP67, hoàn toàn có thể lắp đặt ở ngoài trời mà không lo sợ các vấn đề về thời tiết. KX-CIE4205MN hỗ trợ tên miền kbvision.tv miễn phí, giúp kết nối camera nhanh chóng và dễ dàng kéo dữ liệu từ xa. Ví dụ, camera đang lắp đặt tại Hà Nội và bạn muốn đưa hình ảnh cam ghi hình về đầu ghi đặt tại thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn được luôn mọi người nhé. Ống kính Motorize 2.7 đến 13.5mm cho phép zoom quang đến 5x. Nhờ khả năng này, người dùng hoàn toàn có thể zoom cận cảnh trong trường hợp muốn quan sát xa hơn. Về tính năng thì chắc chắn rồi, KX-CIE4205MN với nhiều tính năng vượt trội, khó có thể tìm thấy ở các sản phẩm cùng tầm giá. Trước nhất là khả năng điều chỉnh để quan sát biển số cả ban ngày lẫn ban đêm, anh em hoàn toàn có thể yên tâm về độ sắc nét và độ chi tiết của hình ảnh biển số thu được khi lắp đặt em camera này nhé. Là chức năng FMD lọc báo động thông minh giúp camera có thể phân biệt được chuyển động của người và xe, bỏ qua các chuyển động khác của môi trường như lá cây, chó mèo, mưa hay ánh sáng thay đổi. Như vậy, camera có thể phân biệt và tránh được các báo động giả từ môi trường. Ngoài ra, KX-CIE4205MN còn được trang bị tính năng thông minh IVS, hàng rào ảo khu vực cấm, giúp chúng ta thiết lập được các báo động. Với những tính năng thông minh này thì giúp chúng ta răn đe được đối tượng xâm nhập và có thể cài đặt trên app KBView Plus để boost cảnh báo về điện thoại. Từ đó có thể giúp chúng ta ngăn chặn và hạn chế được những mất mát và rủi ro một cách kịp thời. Như đã nói trước đó, KX-CIE4205MN là camera thông minh quan sát biển số, phù hợp để lắp đặt tại những con phố, những con đường, hẻm mà không cần phải đầu tư quá tốn kém cho một hệ thống camera giao thông an ninh chuyên dụng. Về giá thành thì anh em mình hoàn toàn có thể yên tâm vì trong tầm giá với một em camera nhiều chức năng như vậy thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn không thể chối từ. Anh em quan tâm về camera KX-CIE4205MN thì đừng quên liên hệ với hotline 0932685999 để được KBVision hỗ trợ trong vòng một nút nhạc. Tiếp theo, anh em muốn mình review về model nào, hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên like và subscribe YouTube KBVision.